Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin đang được phát trên sóng truyền hình cũng như các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mỗi người dân Hưng Yên hãy tích cực trồng cây, góp phần cùng cả nước trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Đó là ý kiến của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ được tổ chức sáng nay, ngày 6 Tết Quý Mão tại thành phố Hưng Yên. Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2022, toàn tỉnh Hưng Yên trồng được gần 18.000 cây xanh tại 70 tuyến đường với tổng số tiền 8,5 tỷ đồng, vượt 60% kế hoạch cả năm. Điểm đáng chú ý là đã hình thành các đường cây, hàng cây trồng một loại cây đồng bộ về kích cỡ và chiều cao, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên phấn đấu trồng gần 34.000 cây trên 80 tuyến đường, gấp gần 2 lần so với năm 2022. Việc trồng cây gắn với đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương tỉnh Hưng Yên có nhiều đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện Tết trồng cây theo lời Bác dạy. Hưng Yên đã kết hợp tốt phong trào trồng cây với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp. Đầu xuân là thời điểm của những kỳ vọng tốt đẹp. Mỗi người dân trồng một cây thì mỗi năm Hưng Yên sẽ có thêm hàng trăm ngàn cây xanh. Trong những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, các khu di tích, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đón hơn 30.000 lượt du khách. Du khách đến Hưng Yên chủ yếu là đi lễ chùa vãn cảnh, trải nghiệm các tour du lịch văn hóa tâm linh, tìm hiểu di tích lịch sử, các khu di tích như đền Trần, đền Mẫu, chùa Chuông, chùa Nôm, đền Đầu An và tham quan, vui chơi tại một số điểm du lịch nổi bật như trung tâm tinh hoa làng nghề Việt và khu đô thị Eco Park. Ước tính qua 6 ngày Tết, các điểm du lịch đã đón trên 30.000 lượt du khách, chủ yếu là khách nội địa, doanh thu ước đạt gần 30 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm hạn chế mở cửa đón du khách để phòng chống dịch, năm nay cơ bản các đơn vị kinh doanh du lịch chấp hành nghiêm quy định về kinh doanh du lịch. Việc niêm yết, bán theo giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ được thực hiện nghiêm túc. Hình ảnh du lịch của Hưng Yên được quảng bá rộng rãi. Năm 2022, Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm chương trình OCOP tỉnh đã công nhận 55 sản phẩm. Trong đó có một sản phẩm là hoa dạ yến thảo của Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh, xã Xuân Quan, đạt 3 sao. Dạ yến thảo là loài hoa có nhiều màu sắc rực rỡ, mang vẻ đẹp mềm mại, nhẹ nhàng. Loài hoa rất được ưa chuộng trong trang trí, nhất là trong những ngày lễ Tết. Hoa dạ yến thảo được người dân ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đưa về trồng cách đây trên 20 năm từ hạt giống của các nhà vườn trong Đà Lạt. Cây dạ thảo thường được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau như dạ yến thảo, hoa chuông, mẫu đơn linh chi, mẫu đơn tây hay loa kẻn ngắn. Dạ thảo có nhiều màu sắc sặc sỡ, dễ chăm sóc, giá trị thẩm mỹ cao mà giá thành lại rẻ nên loài hoa này được mọi người khá ưa chuộng trưng trong nhà. Hiện nay, làng hoa cây cảnh xã Xuân Quan có hàng trăm hộ trồng loài hoa này với số lượng gần 6.000 chậu, ước doanh thu đạt 5 tỷ đồng. Với vẻ đẹp nhẹ nhàng, dạ yến thảo nữ hoàng ban công có phần tạo nên một không gian sắc màu lung linh rực rỡ những ngày Tết đến xuân về. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, số vụ tai nạn liên quan đến rượu bia giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người và 5 người bị thương. Nguyên nhân tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia xảy ra 2 vụ đã giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Để có thể giảm được tỷ lệ này, có một phần do lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý quyết liệt xuyên Tết, do vậy đã kiềm chế giảm tối đa các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. So sánh với cùng kỳ 7 ngày Tết Nguyên đán năm 2022, giảm 3 vụ, giảm 1 người chết, giảm 3 người bị thương. Theo lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 208 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông, phạt tiền 1,2 tỷ đồng, tạm giữ 185 phương tiện, tức 79 giấy phép lái xe, có 168 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, bị xử phạt trên 900 triệu đồng, trong đó có 46 trường hợp người lái xe ô tô và mô tô vượt ngưỡng 0,4 mg trên 1 lít khí thở. Hôm nay ngày 27 tháng 1, tức ngày mùng 6 Tết, Ban Quản lý Khu Di tích Thắng cảnh Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đã chính thức khai hội chùa Hương năm 2023. Lễ hội chùa Hương năm nay sẽ diễn ra trong 3 tháng, từ nay đến hết ngày 23 tháng 4 năm 2023. Mặc dù hôm nay mới là ngày khai hội nhưng ban tổ chức đã mở cửa đón khách từ mùng 2 Tết Quý Mão. Lễ hội chùa Hương năm nay có nhiều đổi mới để đáp ứng nhu cầu tham quan thưởng ngoạn của du khách về với miền đất Phật. Ban tổ chức đổi mới hình thức bán vé tham quan, lễ hội từ hình thức vé truyền thống
sang mô hình vé điện tử. Bên cạnh đó, sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé đảm bảo phù hợp, đồng thời bỏ việc bán vé tại hai cổng Tiên Mai và Đục Khê để đảm bảo thông thoáng, chống ùn tắc đường, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách về tham quan, trải hội. Tạo môi trường đầu tư hấp dẫn trong khai thác cảng biển khu vực Hải Phòng là một trong những mục tiêu lớn của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng trong thời gian tới. Không chỉ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng các bến cảng, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng còn phối hợp với chủ tàu, chủ cảng, hoa tiêu, khai thác tối đa hàng hóa, tàu thuyền qua cảng Hải Phòng, góp phần tăng sản lượng hàng hóa qua cảng, cũng như đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải. Tới nay, các phương án đã được các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thực hiện phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động thi công. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thành tiến độ dự án. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, trong những ngày Tết, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra rất thuận lợi, nhanh chóng tại các cửa khẩu. Mỗi ngày có khoảng 150 xe hàng xuất khẩu sang Trung Quốc thành công. Với tinh thần hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, Cục Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc phân công, bố trí cán bộ công chức trực tại các cửa khẩu điểm thông quan. Bên cạnh đó, để thuận lợi cho doanh nghiệp liên hệ khi có công việc đột xuất, danh sách và số điện thoại, cán bộ công chức trực được niêm yết công khai tại các địa điểm làm thủ tục và được đăng trên cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan Lạng Sơn. Cục Đăng kiểm cho biết, trong năm 2023 sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định qua camera, kiểm soát dữ liệu kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm. Tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới. Đồng thời, nghiên cứu nâng cấp hiện đại hóa công tác đăng kiểm và áp dụng các công nghệ mới trong kiểm định, nhận diện biển số, đo kích thước xe tự động, kiểm tra khí thải để nâng cao chất lượng kiểm định và chặt chẽ trong quản lý. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố quốc gia Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp từ đại dịch COVID-19 sang bệnh đặc hữu. Phát biểu tại cuộc họp quốc gia về COVID-19 và phục hồi kinh tế, Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh rằng hiện là giai đoạn chuyển tiếp và phải tiếp tục tỉnh táo, cẩn trọng trong việc hoạch định chính sách. Tổng thống Widodo kêu gọi các quan chức nhà nước đặc biệt lưu ý đến việc ban hành các chính sách liên quan đến kinh tế, đồng thời thông báo rằng tăng trưởng kinh tế đã đạt mức 5,72% trong quý tư và 5,3% trong cả năm 2022. Giới chức Ai Cập thông báo phát hiện ra một số ngôi mộ cổ 4.300 năm tuổi tại Saqqara khi tiếp tục khai quật trong khu chôn cất cổ đại. Ai Cập hy vọng rằng việc phát hiện ngôi mộ cổ và xác ướp sẽ giúp vực dậy ngành du lịch đang gặp nhiều khó khăn của quốc gia này. Theo các nhà khảo cổ học, những ngôi mộ có từ triều đại thứ 5 và thứ 6 của cổ vương quốc trong khoảng năm 2686 đến 2181 trước công nguyên ở Saqqara, nằm cách thủ đô Cairo khoảng 30 km về phía nam. Họ đã tìm thấy 12 bức tượng được chạm khắc tinh xảo, hai hố chôn sâu. Một trong số đó có xác ướp Ai Cập nguyên vẹn nhất được tìm thấy cho đến nay. Ai Cập hy vọng rằng một loạt các khám phá sẽ giúp vực dậy ngành du lịch ốm yếu từ là nguồn thu ngoại tệ mạnh của nước này. Trong lúc chật vật tìm cách quản lý, những chiếc xe đạp tại thành phố chỉ có 835.000 dân, thủ đô Amsterdam của Hà Lan đã xây các bãi xe ngầm dưới nước để chứa xe đạp. Các bãi đỗ xe đạp có 2 tầng và điều thuận tiện là cả hai bãi đỗ xe đều nằm gần các đầu mối giao thông, nơi ước tính có khoảng 30% hành khách đến Amsterdam bằng xe đạp. Đi xe đạp là một biểu tượng văn hóa của Hà Lan. Dân số Hà Lan chỉ là khoảng 17,8 triệu người, nhưng quốc gia này có tới 23,4 triệu chiếc xe đạp. Theo số liệu gần đây nhất của thủ đô Amsterdam, 835.000 cư dân thủ đô thực hiện trung bình 665.000 chuyến đi bằng xe đạp mỗi ngày. Phần cuối chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với màn biểu diễn mạo hiểm trên xe mô tô, một đặc sản của lực lượng vũ trang Ấn Độ trong ngày lễ Cộng hòa của quốc gia Nam Á. Xếp hình kim tự tháp người, xoay tròn hay đứng trên thang trên đỉnh xe máy. Đây là một trong những màn nhào lộn do đội biểu diễn thuộc lực lượng vũ trang Ấn Độ trong ngày Cộng hòa của Ấn Độ vừa qua. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Ai Cập Fatah El-Sisi, người đang có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước, đã tham dự cuộc duyệt binh, nơi trưng bày tên lửa, xe tăng và máy bay phản lực của quân đội Ấn Độ. Ấn Độ giành được độc lập từ ách thống trị của Anh vào ngày 15 tháng 8 năm 1947, nhưng mãi đến ngày 26 tháng 1 năm 1950, quốc gia này mới tuyên bố mình là một quốc gia Cộng hòa có chủ quyền với việc thông qua hiến pháp. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.